Lạc Tê. Và va chạm rất mạnh giữa cầu thủ hai đội. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã rút một chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho tiền vệ Đinh Phan Ta bên phía đội chủ nhà. Chúng ta xem lại pha quay chậm tình huống va chạm này. Đinh Phan Ta đúng là đã có một pha bóng rất nguy hiểm, đạp thẳng vào ngực cầu thủ đối phương. Cáng đã được ban tổ chức đưa vào sân. Pha đạp thẳng vào người Danny David.